Trong video này tôi chỉ muốn cho các bạn thêm một góc nhìn mới mà truyền thông của phương Tây lại giấu đi, và sẽ cho các bạn xem vài sự thật không phải bị giấu đi mà còn bị đảo ngược lại và khiến rất nhiều người có những nhận xét và đánh giá không đúng với thực tế. Ngay sau khi xung đột giữa Israel và Palestine xảy ra tại dải Gaza vào mùng 7 tháng 10 thì Israel và các phương tiện truyền thông của Israel bắt đầu chia sẻ rộng rãi tin tức là Hamas chặt đầu bé sơ sinh, hiếp dâm phụ nữ, vân vân và vân vân. Và Tổng thống của Mỹ Joe Biden đã xác nhận thông tin này và đã họp báo và nói vẹt đúng như Thủ tướng của Israel Benjamin Netanyahu đã truyền lời cho ông ý qua điện thoại, mặc dù không có bằng chứng. They took dozens of children, bound them up, burned them and executed them. I never really thought that I would see and have confirmed pictures of terrorists beheading children. Sau đó các phương tiện truyền thông của cả thế giới bắt đầu thêm một chút gia vị vào câu chuyện và chia sẻ lan tỏa khắp thế giới là Hamas này là bọn khủng bố giết trẻ em sơ sinh. Như vậy cả thế giới đều bật đèn xanh cho Israel tự vệ không giới hạn. Tự vệ như thế nào và đến bao giờ? Thế nhưng sau đó Nhà Trắng của Mỹ đã rút lại tuyên bố cáo buộc Hamas sát hại trẻ em mà ông Joe Biden đã tuyên bố vì lý do không có bằng chứng, và đây bằng chứng cho các bạn xem luôn. A White House official clarified that the president did not actually see those images but was referring to reports from Israel. White House spokesperson has given an official clarification as reported by US media that neither President Joe Biden nor the White House administration has seen any pictures or verified any reports of children beheaded by Hamas. Nhưng thông tin này không được chia sẻ rộng rãi và tiếc rằng là rất ít người biết đến. Và để Israel có bằng chứng thì Israel đã làm gì? Vâng, Israel đã cung cấp một hình ảnh của một đứa trẻ bị cháy hoàn toàn, không rõ khuôn mặt hay là tay chân bộ phận cơ thể. Tuy nhiên, chưa lâu thì đã phát hiện ra đây là một hình ảnh của một chú chó đang nằm khám tại một bệnh viện thú y. Nhưng hình ảnh này được chia sẻ một cách rộng rãi trên khắp phương tiện truyền thông, trên các mạng xã hội, tạo thêm lý do mạnh mẽ cho Israel tự vệ không giới hạn. Còn nếu như mà các bạn cần hình ảnh về các đứa trẻ Palestine bị sát hại, thực sự tôi rất khó để cung cấp cho các bạn những cái hình ảnh này, bởi vì nó thực sự rất khó nhìn lắm. Nếu các bạn cần bằng chứng thì ok, tôi sẽ tạo một cái đường link và sẽ cho thêm cái đường link này ở dưới video nhé. Xin lỗi. Không chỉ vậy mà trong một tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel khi mà quy định cắt các nguồn điện, nguồn nước này, lương thực vào dải Gaza, thì nó cho rằng we are fighting human animals. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Human animals. Các bạn có hiểu thế nào không? Tức là coi người Palestine là động vật. Các bạn hãy để ý đến những cụm từ này, nó sẽ khiến cho người nghe không còn thương hại gì cho những người đang bị Israel không kích bằng hàng chục tấn bom hủy diệt hàng loạt, và sẽ cho rằng họ xứng đáng bị thế. Khi mà Hamas đã tiến hành vào lãnh thổ của Palestine bị chiếm đóng, tiếc là bây giờ gọi là Israel, vào mùng 7 tháng 10, thì họ đã đối xử với dân thường như thế nào? Một cô gái người Israel chia sẻ cho các bạn nghe. Và tôi nói với họ, có 2 con trai, và anh nói
אל תדאגי, אני מוסלמי, אנחנו לא נפגע בכם. אחד מהם רואה על השיש בננות, אומר לי, אפשר לאכול אחת? אמרתי לו, כן, אתה יכול לאכול אחת. הם היו אותי בערך שעתיים. בסוף השעתיים האלה, אחד מהם סוגר לי את דלת הממד, והם יוצאים. וזהו. Và khi mà Hamas bắt con tin bị thương thì họ đã cố hết sức để chữa vết thương bằng hết khả năng của họ, trong khi dân Palestine tại dải Gaza lại không được như thế. Và để thể hiện mình là con người, không phải là động vật, thì Hamas đã thả được 4 con tin vì lý do nhân đạo. Và hiện tại có hơn 10.000 người Palestine ở trong các nhà tù của Israel. Thì có được thả chưa? Hay là người Israel có quyền sống tự do nhưng mà người Palestine lại không được? She said her captors treated her with softness and supplied all our needs. My mom is saying that they were very friendly towards them and that they took care of them. My mom is saying that they treat them kindly. Hôm 18 tháng 10 vừa qua thì Israel đã không kích bệnh viện Al-Ma'madani hoặc là bệnh viện Al-Ahli và đã giết chết 500 người Palestine và hàng trăm người khác bị thương trong một cuộc thảm sát vô nhân đạo nhất mà các bạn có thể nghe đến. Ngay sau đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Israel đã thú nhận Israel là người đã không kích bệnh viện này. Thế nhưng sau khi các nước trên thế giới bắt đầu biểu tình và phản đối mạnh mẽ hành động của Israel khi mà tấn công vào cái bệnh viện của Palestine, thì Israel bắt đầu khắc phục vấn đề và bắt đầu biện chuyện và ra một cái video và là chứng minh rằng là chúng tôi không phải là người đã tấn công vào bệnh viện mà đây là một cái quả rocket từ phía Palestine cơ. Đỉnh cao của sự sắc sược. Và trong lúc mà ông Biden vừa mới tới Israel thì ông chưa thấy bằng chứng gì. Ông dựa vào cái cảm nghĩ của ông ấy và nói rằng tôi nghĩ là có thể họ là người đã làm thế. Họ là phía Palestine ấy. Có thể họ là người làm thế. Chắc chắn là các bạn từng nghe đến câu chuyện của Chí Phèo và nó ăn vạ như thế nào. Thì có thể nói rằng Israel là chí phèo của Trung Đông. Các bạn phải biết, tôi là người Palestine. Tôi là người Palestine. Sự thật thì có thể có nhiều, nhưng chân lý thì chỉ có một. Ở đây tôi không phải để bảo vệ Hamas hay là chống lại Israel, mà đây là một chút sự thật. Tôi chia sẻ với các bạn, tôi không bịa ra câu chuyện, mà đây là những bằng chứng thực tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Chú Salim. Cảm ơn những bạn ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của người Palestine. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Có nghĩa là bình an đến với các bạn.